Đây là ngôi trường mới của tôi nè anh em. Sau khi mà tôi vừa chuyển nhà thì tôi cũng chuyển trường luôn. Thì vô trường thì nói chung là có thanh niên này cứ mỗi ngày là giao nhiệm vụ cho tôi. Vô nên cần đàn anh á. Thế là nó giao nhiệm vụ cho tôi để tôi làm một vài thứ. I'm a basketball boy. Đây là tôi. Đây là trong ngôi trường mới. Chúng ta phải đi qua một cái nơi để đấm. À lộn, không phải là đấm mà là sẽ sơn tường, mình sẽ sơn tường. Thế là tôi phải nhặt một cái bình để tôi đi sơn tường anh em ạ. Giao nhiệm vụ tôi thì tôi cũng muốn lên làm trùm trường chứ. Bây giờ nói chung là vô cứ quen trường trước đi anh em. Đây là thầy của chúng ta đây. Ôi, 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 thầy, 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 ôi, thầy từ từ, thầy ơi. Ôi, từ từ, từ từ, từ từ. Ôi rồi, đúng rồi, thầy nên đi, đừng có báo thầy hiệu trưởng nha. Chết em luôn á. Xịt vậy thôi hả? Thôi, cái này không có tác dụng rồi anh em à. Giờ tôi phải đi tìm một cái mới. Thì tìm một cái mới thì tôi cũng chả biết đâu. Thì mấy tôi muốn làm quen mấy bạn mới. Trời khá là nóng á mấy bạn ơi. Mấy bạn là nên là tận hưởng khí trời. Nhờ phải sơ đi sơn tường mà không có cái bình làm sao. Ui, trời ơi, ui, mới vô nó đập tôi rồi. Thế thì toan. Bác bảo vệ ơi. Mấy bảo vệ có thấy mấy cái bình sơn tường để đi sơn tường. Mấy bảo vệ ơi. Cái thằng này nó cứ dí con riết vậy. Cứu thế nha. Ui, bố mày chơi mình luôn à. Mày bố láo riết mày quen. Tôi mà không đánh thắng này thì tôi không thể làm chùm trường được rồi anh em ạ. Mới vô phải gây sự cho đàn anh nó nè. Ấy, nó mới ngất thôi nha anh em. Đấy, mới ngất thôi đánh cho nó sợ. À, giờ tôi mới biết là cái bình xịt nó là ở trong cái music classroom là một cái căn phòng hòa nhạc. Căn phòng hòa nhạc thì tôi cũng không biết ở đâu tại tôi mới đi vô trường, chuyển trường đấy. Nên là phải đi kiếm đồ. Hôm nay chắc không phải là căn phòng hòa nhạc. Ui, đây là phòng chủ nhiệm anh em ạ. Ấy, anh là bị kỷ luật nè. Mới vô phòng mèo chủ nhiệm nè. Hey, khó khăn nha. Nghe nói em đang tìm người yêu. Anh không cần tìm nữa đâu. Nghe em đang đứng trước đây nè. Nice. Là reading room. Ủa mày không gây sự ở đây. Thầy ơi, cho em hỏi phòng hòa nhạc đâu thầy ơi. Ôi, thầy giáo gì á. Hỏi không trả lời luôn. Giờ chắc tôi phải lên lầu rồi anh em ạ. Đây là phòng máy tính. Ở đây là phòng chi? Sân thượng. Đây là phòng máy tính miễn phí thì phải. Chuyện nữa mình hỏi một vài thứ được không? Phòng hòa nhạc đâu nha, không biết luôn à. Bà mẹ chân học vô đây là riết đứng nói chuyện nhau thôi. Cái bạn này to vậy. Đây có phải là music classroom không bạn ơi? Cho mình hỏi ở đây có phải là music classroom không? Không à. Bắt cua. Ui, tôi sẽ bắt cua. Bắt cua, bắt cua, bắt cua, bắt cua. Ui không, cái này là tự bẻ đấy, em không có làm đâu. Ê, tôi có một ít tiền nè anh em. Tôi có thể là mở cái này là gì. Sting boom không? Ôi, 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 cái gì vậy? Đây là cái quả bơm choáng anh em. Ủa cái này, cái khúc xa. Hai anh làm gì vậy? Em có thể nói chuyện với hai anh được không? Em vẫn chưa tìm thấy cái lớp học nhạc ở đâu hết. Anh có thể nói với em được không à? Em mới vô đây em cũng tính làm chùm trường rồi. Nhưng mà giờ em phải đi tìm mấy kia để làm chân kia rồi mới lên được chùm trường anh à. Anh giúp em được chưa? Anh không giúp à? Bước vô, ổ mày cần hai. Ok, anh cứ không quan tâm em. Ôi rồi, ôi rồi. Cho em có thể biết tại sao em có chuyển vô đây không? Em chỉ vừa cầm trái bơm lên thôi mà. Ui, 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 ui. Em xin lỗi, em xin lỗi. Ui, ui. Đây là sting bomb. Hai cái luôn anh em. Có vẻ ở đây là cái phòng hòa nhạc khá là lớn anh em. Ê, mình đi vô đây thử. Ý, không bơi. Ừ. Cái tướng bơi khá là ngầu nha. Thôi bơi là vậy đó anh em à. Ui, 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 ui. Cút ra, cút ra, cút ra, cút ra. Ui. Bơi đua không? Mày bơi đua không? Mày bước xuống đây mày bơi đua với tao nè. Bơi mày, xuống mày. Tuổi gì đứng trên bờ, tuổi gì hả? Tôi phải lên, tôi cho này một bài học anh em ạ. Mày xạo. Ui, nó vẫn chưa anh em, nó vẫn chưa sợ. Nó vẫn chưa sợ. Rồi 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 rồi, choáng rồi, choáng rồi, choáng rồi. Tôi cũng choáng luôn rồi. Có thể lên xe ủi được chưa hả? Mày cương cái gì? Thằng kia, mày cương cái gì? Mày cương cái gì? Tao đây chùm trường nha, lên xe ủi tụi. Anh em mình như nó bị dẹp xuống rồi kìa anh em. Nhớ thằng chùm trường nó đâu nha. Ủa có chuyện gì với bạn? Cho mình tham gia với. Có phốt à? Có drama chứ, hà drama chứ. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, nó nọ ông thầy nó còn tha mình nữa thế thì bố mày chạy thôi. Em xin lỗi thầy mà. Ôi thầy dí dai thế. À, tại sao tôi thắc mắc là music tại nó lại có mấy cái bình full thế này? Có không? À, gái nào trong lớp không? Không thì tục. Ấy điều khiển nữa anh em ạ. Cho mới. Đấy cái này thôi anh em. Tôi lấy được có một bình thôi nên là quăng một vài thứ rồi. Tôi phải quay trở lại rồi anh em. Tôi sẽ quăng cái sting bomb này nhiều lên xíu. Ê, đây chỗ đây khá là đông người và tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nên là chơi nhá. Ấy, ấy thầy dục. Ôi, em xin lỗi thầy. Trời ơi, thầy nắm đầu em luôn rồi. Em buồn thầy luôn. Ui. Ôi giời ơi, chơi ngu rồi. Này là bom thúi đây anh em, khá là nhiều bom này. Đúng. Ui. Ê, tao nghe nói là mày chùm trường đúng không? Đúng là chùm trường có khác anh em ạ, nó không bị ảnh hưởng luôn. Ui. Ui, đấy là tuyệt chiêu kinh công của tôi đấy. Bước vô. À, thằng này láo à. Mày láo à. Mày láo à. Ui ôi, cái thằng này đi lên tới đây luôn anh em ạ. Thế thì. Ui, nó đâm sắp chết rồi, nó đâm sắp chết rồi. Thôi bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Mày láo không đây? Tuổi luôn á, thật sự ấy. Tranh thủ anh em, tranh thủ. Ui. Ui, được rồi, được rồi, được rồi.
Được rồi anh em. Đi. Công việc của tôi đang làm rất khá là tốt luôn. Nãy giờ đang chung khá là nhiều lần mà tôi vẫn chưa chồng lớp nữa. Khá là cú nha. Đấy, ok. Lê. Đâu rồi, 3/4, 3/5 rồi, 3/5 rồi. Nếu mà ông thầy ra nữa, không là kế hoạch của tôi thì vỡ mất đấy. Trên thế giới này không ai vẽ đẹp bằng tôi luôn ấy. Thật sự ấy. Như anh trắng quá nha. Để em sơn cho. Không nên bất kính với người lớn hơn mình. Ok. Đấy, tôi đang trên đường trở thành chùm trường đấy anh em ạ. Em là học sinh gương mẫu đấy. Em nói thiệt đấy. Nhưng mà các thầy các cô đứng chặn cánh cửa này thì nhìn cũng kỳ. Thế thì em sẽ tạo cơ hội cho các cô thông cửa nhá. Ôi, em tự bóp luôn rồi. Ấy, tính ra là em mới vô bệnh viện luôn á. Hay quá, đấy thấy chưa, thông cửa rồi nè, thấy không? Ấy, nữa, em đã làm gì đâu? Không thể hiểu được, không thể hiểu thầy được luôn á. Không biết thầy có phải là thầy của em không nữa. Money, 55 đô rồi anh em. Nói chung là có tiền là có quyền, nên là tích cực kiếm tiền thôi anh em ạ. Tôi phải đi lấy cái mình cứu hỏa rồi. Em không cố tình em chơi cái này đâu thầy ơi. Ôi, sợ cái thầy này là thầy giáo chủ nhiệm quá. Thôi, ok, một thằng. Ôi, đừng có đâm vào em. Ôi, đừng có nắm đầu em. Một, hai người. Thầy sợ liền. Nói rồi, thầy đừng có vô ngớ. Đúng rồi, em sắp là chùm trường rồi đấy. Thầy sắp giáo dục lên một người chùm trường nên thầy phải tự hào về em đi chứ. Thầy đừng có dí em hoài như vậy. Em không chịu đâu đấy. Các bạn nữ sinh trong lớp trường cũng đẹp nè. Sao thầy không dí mà thầy dí mỗi mình em là sao? Ôi, đụng nhầm phải nhì trường rồi anh em ạ. Thế thì tôi phải chạy thôi. Ê, tính ra là tính vừa mới mua một cái gì luôn á. Vừa mới mua một cái bán trượt đã bị bắt vô phòng. Sao nó vô thí lấy hết nhờ. Trường này với kỳ vậy. Ê, trời ơi, em nói em phóng máy bay chơi tí thôi. Ôi dồi ôi, em không cố tình đâu, tại thầy nắm em té đấy. Em nói rồi thầy cũng bị bắt luôn hả? Tội vậy. Tôi hiểu cảm giác đó mà. Lái lên lái xuống anh em ạ. Khá là ngầu. Gửi cho một bạn nữ nào đó trong trường. No. Đây hai bạn nữ này đây. Mình sẽ gửi hai bạn nữ này đây. Anh thì không biết nói tiếng Anh đâu. Anh chỉ biết nói I love you thôi. Tính ra là tao mới quăng luôn á. Thế tao lụm lại nhá. Cho em xin tờ giấy anh ơi. Nhìn tướng anh đúng chùm trường luôn anh à. Nhưng mà anh chắc anh không có đủ cửa với em đâu. Ý anh, em nói rồi anh không có đủ cửa đâu. Trời ơi, em có chơi pháo trong trường thôi mà thầy cũng bắt. Kỳ lạ thật sự ấy. Thầy cũng đau kìa, thầy đừng có bắt em nữa. Không bắt em thầy không có đau đâu. Ôi, One Punch Man rồi. Tôi trở thành One Punch Man rồi anh em ạ. Một đấm chết luôn kìa. Ê đại ca nó quýnh em kìa. Quýnh tao là sai lầm lớn đấy. Mày quýnh coi. Bổ mày chạy. Mày xạo. Rồi hai thằng lên đường hết luôn. Ê, tính ra là con đi vô đây mấy lần rồi. Sao con vẫn gặp này vậy cô ơi? Này nằm trong đây lâu chưa cô ơi? Trời ơi, khỏe, sớm khỏe bạn ơi. Tôi làm chùm trường ở đây. Nhìn mặt bạn cũng có tương lai lắm đấy. Gương mẫu này, em đi nhặt rác giùm thầy có rác để bỏ thầy. Ê. Ôi ôi, em nói đó em làm việc tốt mà. Em chơi với thầy luôn á. Ui dồi. Là nói em chơi với thầy luôn á. Thầy cũng không chịu nghe em đâu. Thầy suốt ngày ăn rồi cứ bắt em mà. Em học sinh giỏi như vậy mà thầy cứ bắt em là thế nào. Bạn ơi, mình muốn kết bạn như bạn. Mình không cố ý đâu nhưng mà mình cũng không muốn đâu. Tại là mình muốn làm chùm trường đấy bạn. Mày xạo hả mày? Xí. Bạn chịu khó một chút xíu nha. Thằng này nãy giờ nó chơi mình nãy giờ nè. Ôi, ba mẹ cho bạn đi ăn học, bạn chơi đu cây là thế nào hả? Về đi bạn ơi, Sao bạn về không được bạn ơi? Ôi, đây, để mình giúp bà đưa bạn vô cái phòng y tế nhá. Ôi bậy thế ơi, bạn này, bạn nó bị đau nên em đưa bạn nó vô thôi. Từ, phòng y tế đâu ta? Ôi, bị nắm đầu rồi. Hay là tôi sẽ đi đập xe của thầy hiệu trưởng. Bây giờ cái baseball card là ở đâu nha? Baseball thì chắc chắn nó sẽ có trong cái phòng thể dục. Để tôi đi vô coi nó không biết nó có hay không. Đây, cái phòng này đây. Baseball, đây, nó đúng nó. Đây, nó đây. Tôi trong trường thì tôi ngoan nhất rồi. Thầy hiệu trưởng chắc không để ý đâu. Xe thầy hiệu trưởng đấy à. Ôi, tham gia không? Ôi, nói rồi. Sao bạn cứ để mình dắt bạn hoài vậy? Không hiểu luôn. Đấy, thôi, nay bạn khỏe rồi đấy. Để tôi đập xe của thầy hiệu trưởng cái. Thầy hiệu trưởng xe của thầy hiệu trưởng cháy. Ôi, em không muốn về. Em muốn về khi em làm chùm trường. Nữa bạn lại đâu nữa. Sao mỗi lần bạn lại đâu là tôi muốn giúp bạn đi vô phòng bên kia nha. Đi từ từ thôi. Cứ đi trước người ta là thế nào nha. Rồi, cái hình của tôi đó anh em. Trời ơi, bạn ơi, từ từ đi bạn ơi.
Ấy, này em mệt lắm rồi nè cô giáo ơi. Em muốn đưa bạn vô phòng thì phòng nè, phòng tiết trời nó dễ nha. Ấy, em đưa tới đấy thôi đấy. Còn là mọi người tự xử đi nhá. Này, tôi đói quá rồi anh em. Thì thế thì tôi phải vô canteen. Canteen bên đây thì không được, chưa bên kia thì tôi phải tự phục vụ tôi thôi. Ê. Thôi, không giỡn chú đâu. Cái con nãy giờ con giỡn thôi. Tụi thằng mà chơi chùm trường mà chơi nhá. Tại quán chú không có gì hết á. Con mới tức, con xả giận lên này nhá. Ui dồi ôi, đập thế là chết người. Đập thế, ui nó đập một cái ông đầu lắm đấy. Ui dồi ôi. Đứng dậy mày, đứng dậy, đứng dậy.